Anh ơi, và chào mừng em đã quay trở lại với channel của Việt Nam GameFi Community. Thì đây là nơi mà tụi mình sẽ chia sẻ và hướng dẫn anh em tham gia những con GameFi có khả năng mang về nhiều lúa trong Web3 năm nay. Và trong video ngày hôm nay thì tụi mình sẽ mang đến cho anh em một con game ở trên Telegram tên là Whatcoin. Thì cha đẻ của Whatcoin là GameMe, một con game đến từ Animoca Brands được support và đầu tư bởi Binance Labs với số vốn lên đến 85 triệu đô. Và gần đây nhất thì GameMe còn là một trong những con game đầu tiên nhận được sự đầu tư và hậu thuẫn đến từ Ton Ventures để có thể build cái Whatbird này. Chưa dừng lại ở việc là một gaming platform có backers và investors khủng, mà GameMe hiện tại còn đang là top 1 gaming blockchain ở trên Ton nữa, với khoảng hơn 80 triệu users và hơn 2 triệu rưỡi users hàng ngày. Và hiện tại thì Whatbird và Whatcoin đang là một dự án mà GameMe rất là cưng và dành sự đầu tư rất là nhiều vào đó. Và anh em có thể thấy là với cái vị thế là top 1 gaming blockchain cũng như là có một cái dàn backers vô cùng khủng như là Binance Labs hay là Ton, thì chắc chắn là Whatbird là một cái dự án rất là tiềm năng để mà anh em có thể cày và kiếm lúa trong Web3 năm nay. Ok, thì bây giờ anh em cùng với mình vào việc nhá. Thì bây giờ anh em sẽ click vào cái link là pointsgameme.com này, anh em có thể lấy ở trên trang chủ S của nó, hoặc là có thể lấy qua cái link mà mình để ở dưới phần mô tả. Thì ở đây anh em sẽ cần phải connect ví của mình. Ở đây thì mình có một cái tài khoản demo này. Đấy, ở đây anh em sẽ cần phải connect ví của mình vào đây. Sau đấy thì anh em sẽ mở Telegram của mình ra và connect vào. Và nếu mà anh em nào mà đang có cái token GameMe thì anh em sẽ staking để có thể tăng cái lượng Watt Points này. Rồi ok, sau khi mà anh em đã connect ví ở đây, đã connect Telegram và thực hiện một số các cái task ở đây nếu như mà anh em có token GameMe hay là NFT, thì anh em sẽ tiếp tục với bước là anh em sẽ mở cái app này trên Telegram nhé. Ok, thì anh em sẽ bắt đầu claim những cái Watt Points đã có từ trước đó. Sau đó là anh em sẽ bấm vào play để có thể đua xe. Thì cái cách đua xe là anh em sẽ chỉ cần di chuyển trái phải để lụm được cái Watt Points cũng như là các cái ngôi sao này thôi. Thì nó cũng rất là đơn giản nhá. Nhưng mà anh em sẽ cần phải tránh những cái chướng ngại vật ở trên đường như là những cái xe này đây. Đó, và anh em sẽ cần di chuyển khá là nhanh và khéo để có thể lụm được nhiều Watt Points nhất có thể và tránh được những cái chướng ngại vật ở trên đường nhé. Đấy, em cố gắng là di chuyển nhanh và lụm thật là nhiều, tại vì cái thời gian thì nó sẽ chỉ có giới hạn thôi, mà mình đã di chuyển gần hết thời gian rồi, nhưng mà em có thể thấy là cái số lượng Watt Points mình lụm được nó cũng không có được nhiều lắm. Nhưng mà may mắn là mình chỉ va chạm phải mấy cái xe kia lúc đầu thôi, còn sau đó là mình không bị va chạm thêm nữa. Thì sau khi mà chơi xong một cái màn đấy thì sẽ mất khoảng 15 phút nó mới cho anh em chơi tiếp. Thì nếu mà anh em nào có nhiều thời gian thì cứ canh đúng 15 phút rồi quay lại, hoặc là có thể sử dụng cái tính năng level up này để có thể có nhiều lượt chơi. Tiếp theo ở cái phần watch shop này thì anh em có thể thấy là cái việc đua xe kiếm watch point đã ở giai đoạn gần cuối rồi, và cái việc airdrop nó sẽ đến rất là nhanh, nên là anh em chăm chỉ cày cuốc nhá. Okay, và ở cái phần earn này thì cũng có khá là nhiều task social cho anh em để có thể kiếm về thêm Watt Points và điểm thưởng. Ở chỗ spin này thì anh em có thể vào đây thử vận may hàng ngày với giải thưởng là Watt Points hoặc là tiền tươi luôn anh em nào. Nếu mà nhân phẩm tốt là sẽ nhận được khá tiền tươi nhé. Và vừa rồi là một số review cũng như là hướng dẫn của mình về cách tham gia con game Watt Coin đến từ GameMe. Và nếu mà dùng tính chất bắt cầu thì Watt Coin chính xác là con cưng của Binance Labs cũng như Ton Ventures. Vì thế nên là anh em hãy chăm chỉ cày cuốc để có thể gặp về lúa trong Web3 năm nay nhé. Và nếu mà anh em yêu thích video này thì đừng ngần ngại cho bọn mình xin một like, share, comment và subscribe. Và xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video sắp tới của Việt Nam GameFi Community nhé. Bye bye!